Giới thiệu cho các bạn, đây là cái mình dập cái vòng chân giáo các bạn nhé. Cái vòng quấn cái chân cái giáo thiệp đấy các bạn. Mình dập bằng thép dày ly 8 nha. Mình dập bằng máy đột dập các bạn ạ. Máy đột dập. Cái máy đột dập này của mình nó, của bên mình nó làm được nhiều việc lắm các bạn. Rất nhiều việc. Đây là mình dập cái vòng để, cái vòng tròn để hàn vào cái chân giáo tiệp đấy các bạn. Mình dập bằng tôn thép mình cắt ra. Công đoạn đầu là mình uốn hình chữ U này các bạn nhé. Sau đó mình bắt đầu mình top tròn. Mình uốn hình chữ U đầu tiên này. Đây, máy đột dập của bên mình này các bạn, máy đột dập. Đầu tiên mình chặt thành thanh như thế này này, mình chặt thành thanh như thế này. Sau đó mình cho vào mình uốn hình chữ U. Các bạn nào muốn mua phụ kiện để làm về giáo nêm, giáo tiệp thì cứ gọi cho mình có đủ hết các bạn nhé. Bên mình làm cái đai quấn ống này nó mình chọn tôn rất đều các bạn ạ, rất đều, còn rất đều mình chọn khi mình chặt tôn nha, đều chuẩn tắc luôn. Thì mình cho vào mình quấn tròn thì nó mới được tròn, nó mới đạt tiêu chuẩn các bạn, mà khi mình hàn vào cái ống tít thì nó chuẩn hơn. Còn nếu mà để mình chọn tôn nó dày mỏng là nó không bay, nó đều, mà quấn nó không được tròn các bạn nhé. Cho nên là mình lựa chọn tôn rất là đẹp luôn. Bắt đầu mình cho vào mình uốn tròn này các bạn xem, rất tròn luôn.
đai quần ống giáo đây rất tròn, các bạn chỉ vừa hàn thôi. Vì mình khi mình lựa tôn thì nó lựa tôn thép này chặt ra này nó đều lắm, độ dày nó chính xác tuyệt đối luôn nên quấn rất tròn nhé. Các bạn có nhu cầu mua phụ kiện về giáo nêm giáo tiệp thì cứ gọi cho mình. Quấn rất ngon các bạn mà nhanh, vì tôn nó tôn mềm mà rất đều luôn. Bên mình còn bán rất nhiều sản phẩm nữa, anh em nào có nhu cầu thì gọi cho bên mình tư vấn cho. Rất nhiều sản phẩm về ngành thép các bạn nhé. Đây các bạn, khi uốn xong là nó như thế này các bạn ạ. Khi uốn xong như thế này. Khi uốn xong như thế này các bạn nhé. Rất tròn. Rất tròn và chỉ kiểu sò và tiếp là ok các bạn ạ. Đây là vừa bên mình toàn bộ là uốn đường kính phi 48 nhá anh em nhá. Phi 4/8 này anh em. Để làm cái đai giáo đây các bạn. Rất tròn luôn anh em, rất tròn luôn. Anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện để làm giáo thì cứ gọi cho bên mình, giá cả rất hợp lý luôn anh em nhé. Vì bên mình là sản xuất. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nha. Chào các bạn, chào anh em nhé.